Xin chào tất cả anh em nhé. Rất nhiều anh em có hỏi tôi là dưới 10 triệu thì có mở được một cửa hàng rửa xe không? Thì hôm nay bên mình sẽ tư vấn cho anh em dưới 10 triệu thì chúng ta đầu tư những cái sản phẩm như thế nào để trong quá trình khởi nghiệp của anh em chúng ta giảm thiểu cái chi phí tối đa. Đầu tiên là một cái motor của Việt Nam cũng như một cái đầu rửa xe, motor 2,2 kg. Thì con này nó rơi vào khoảng hơn 3 triệu một chút, cả đầu cả máy với cả là cả dây rửa luôn. Cái máy nén khí này thì là hàng đẹp của Đài Loan, cũng là khoảng tầm hơn 3 triệu. Cái bình bọt tuyết này thì hơn 1 triệu thôi. Vị chi chúng ta đầu tư vào một cái bộ rửa xe ba cái này nó rơi vào khoảng tầm chưa đến 10 triệu mà hàng rất là đẹp. Cái đầu này thì là do Đài Loan sản xuất, công nghệ của Nhật. Cái này thì là của Việt Nam, motor Việt Nam dây đồng 100%. Bình khí nén thì là của Đài Loan và bình bọt tuyết của Việt Nam mình trực tiếp sản xuất bằng inox 100%. Như vậy về cơ bản chúng ta đã có thể mở được một cái hàng rửa xe cho ô tô cũng như là xe máy. Một ngày anh em chúng ta rửa được khoảng tầm 30 cái xe thì cái sản phẩm này, bộ sản phẩm này nó sẽ đáp ứng được yêu cầu như thế. Khi anh em chúng ta khởi nghiệp ấy thì chi phí dưới 10 triệu thì nó khá là nhỏ. Nhưng nếu như chúng ta có biết đầu tư ngay từ ban đầu thì tôi đánh giá là nó sẽ rất là hiệu quả. Bởi vì nếu như anh em ở vùng sâu vùng xa hoặc là ở thành phố, chúng ta rửa xe máy không nhất thiết là chúng ta phải đầu tư một cái máy cao áp như thế này hay là cái bình hút máy hút bụi 30 lít, mà chúng ta chỉ cần đầu tư những cái sản phẩm nhỏ như thế này thôi. Đấy, nó rất là vừa. Một ngày rửa 3 đến 40 cái xe máy thì cũng chỉ cần như vậy thôi. Cũng chỉ cần bộ ba sản phẩm này thôi. Khi chúng ta dùng bọt tuyết cho khách thì anh em nên cho vào cái bình nó chuyên nghiệp, bình khoảng tầm 20 lít, bình nhà 20 lít bằng inox. Đấy, thì anh em chúng ta đã sử dụng nhanh gọn thoải mái rồi. Nếu như anh em muốn tiết kiệm nữa, chúng ta có thể sử dụng cái bình bọt tuyết cầm tay. Đây, anh em thể nhìn thấy cái bình mạ vàng và cái bình màu đen đây. Thì đây là bình bọt tuyết cầm tay, chúng ta chỉ cần kết nối vào khí nén là sử dụng được luôn. Nhưng cá nhân tôi đánh giá là 10 triệu thì nó không phải là lớn, nó rất là nhỏ thôi. Thành ra anh em có thể khởi nghiệp bằng cách chúng ta có địa điểm sẵn rồi, chúng ta chỉ cần đầu tư bộ ba sản phẩm này và như vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu khởi nghiệp bằng cái công việc rửa xe của mình. Tại sao khởi nghiệp bằng rửa xe nó hiệu quả thì tôi đánh giá cho anh em ngay sau đây. Trước tiên là trời mưa thì khách hàng sau khi trời mưa xong thì họ đi rửa xe nhu cầu rất là nhiều. Nhất là những khu vực trong thành phố ấy thì một ngày các bạn có thể rửa đến 50 cái xe là chuyện bình thường. Cái thứ hai là chi phí đầu tư nó không quá lớn. Cái thứ ba là bây giờ họ update một cái công nghệ mới, chính là sản phẩm không chạm. Chúng ta có thể đầu tư một cái gói đây, đây gọi là gói không chạm đây anh em nhìn thấy. Chúng ta đổ vào bình bọt tuyết này, sau đó là sử dụng. Thì như vậy anh em chúng ta sẽ rất là nhàn, chỉ việc là khách hàng vào chúng ta vịt bột lên xe, sau đó là dùng máy rửa xe rửa lại là xong. Rất là nhàn và rất là thoải mái, mà chúng ta có thể rửa được 4 mùa. Như khu vực miền trong ấy, miền Nam ấy thì hồi mùa mưa nó rất là nhiều, mưa một cái nắng rồi lại mưa thì cái nhu cầu rửa xe cực kỳ cao. Ngoài Bắc này chỉ có kém hơn không, thì xin thưa rằng với anh em là ngoài Bắc thì lại càng 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 rửa xe nhiều hơn. Bởi vì sao? Miền Bắc họ có 4 mùa, mà mùa xuân mưa rất là nhiều, mưa mùa hạ cũng rất là mưa mùa hạ nó cũng rất là bất cập. Đấy, mùa thu và mùa đông thì nhu cầu rửa xe cũng rất là cao. Chính vì vậy anh em khởi nghiệp bằng công việc rửa xe, tôi dám khẳng định 100% không có anh em nào lỗ, chắc chắn là không lỗ. Chỉ có điều chúng ta có dành thời gian sức lực để đầu tư vào cái mảng này hay không. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ, và nếu như anh em có nhu cầu muốn tư vấn setup một cái bộ rửa xe này, anh em có thể nhấc máy alo cho tôi, maymocminhchi.com. Địa chỉ bên tôi là 94 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh em có thể alo vào hotline là 0915498666 để được tư vấn thêm nhé. Rất là hy vọng là được tư vấn setup cho anh em những cái công nghệ rửa xe mới nhất và tiết kiệm chi phí nhất. Anh em chỉ việc nhấc máy cho tôi là 0915498666 và đến địa chỉ là cửa hàng của tôi đây, 94 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tôi sẽ tư vấn cho anh em làm sao mà tiết kiệm nhất và hiệu quả nhất nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.